không lên hàng mẹ được. Trời ơi. Dạ, em xin chào chị Thành. Dạ, em chào chị. Em là Ngọc Diễm, em năm nay 27 tuổi. Hiện em đang ở Thủ Đức và em đang có một bé trai 17 tháng tuổi. Vậy bây giờ mình nhớ lại cái khoảng thời gian lúc mà mình phát hiện mình mang thai nó xảy ra như thế nào vậy? Lúc đó mình không nghĩ là mình mang thai đâu. Lần đầu tiên thử thì thật sự cũng không biết như thế nào gọi là mang thai. Khi mình cầm cái que thử thai, đáng lẽ phải đi hỏi những người có kinh nghiệm, nhưng mình lại đi hỏi em chồng, một cô gái chưa từng lập gia đình bao giờ. Thế là cả nhà lại phá lên cười, cười hoài, cứ đi tới đâu là cứ rêu ra. Nhưng mà lúc đó điều gì khiến cho em chia sẻ với em chồng, một bạn chưa lập gia đình chứ không phải là những người lớn? Mắc cỡ đúng không? Rồi sau đó thì sao? Khi ông xã biết thì ông không có bất ngờ như mình tưởng tượng, như mình mơ mộng hay là mình nghĩ là chắc là ông ấy sẽ rất là háo hức. Anh ấy năm nay cũng gần 40 rồi nên sẽ rất mong chờ. Nhưng mà ai ngờ anh không mong chờ gì hết. Nghĩ ra một kịch bản. Nhiều khi giống nhà bên trong thì sao? Kiểu nghĩ một kịch bản, anh ấy sẽ bế mình lên, anh ấy sẽ nói là ôi anh hạnh phúc quá, ôi ngày tuyệt vời ấy đã đến rồi, anh cảm ơn em rất nhiều vì đã mang đến cho anh một tiên thần nhỏ rồi. Đúng kiểu một cái kịch bản ngôn tình đúng không? Cuối cùng phản ứng của anh là vậy há em rồi xong. Kịch bản tới đây là vỡ. Ủa chị Nhi, lúc mà chị phát hiện ra mình mang thai á, mà cầm quay thử thai, cái lúc đó có kỷ niệm gì gắn liền với cái khoảng thời gian đó không chị? Ông chồng chị đang nằm, chị nói anh thử xong rồi. Xong ổng ngồi bật dậy, ổng ngồi nhìn hồi cái ông nói tờ giấy hướng dẫn sử dụng đâu. Thế là phải đi moi cái hộp ra, đây nó đây, chứ mình cũng chả cần mình về ngồi mình giải thích thế nào là có, thế nào là không có. Ồ sau khi ổng đọc xong nói vậy là có rồi nè. Và cái que đó vô trong một cái hộp. Thì thực ra mà mình kỳ vọng quá thì đôi khi chính mình là người bị tổn thương. Với lại thôi, tốt nhất là đừng kỳ vọng gì hết. Chỉ cần ảnh biết được rằng anh, tụi mình có thai. À không, tụi mình có con và em mang cái thai đó là được rồi. Ok chị. Mọi chuyện cũng rất là suôn sẻ cho tới tuần thứ 34. Tôi sợ mấy cái câu trong cái câu chuyện này lắm nè Thanh, đó là mọi chuyện đều bình thường cho đến khi. Cho đến khi thiệt luôn. Dạ. Rồi cho đến khi sao em? Khi em đi khám á, thì bác sĩ nói là em bé của em nằm dạ trên mà lại nằm nghiêng. Cái bụng em lúc đó là nó méo hẳn một bên luôn. Và em bé không có quay đầu. Giờ em lại có dấu hiệu là sanh sớm nè. Nên bác sĩ đã cho em uống 2 viên thuốc và nằm yên một chỗ để giữ em bé được lớn chừng nào thì hay chừng đó. Hai tuần đó thì bắt đầu nó rất là nhiều chuyện xảy ra. Em rất là dễ nổi cáo, em rất là dễ giận, rồi dễ hờn, rồi tủi thân nữa, cứ suy nghĩ diễn ra lung tung, trong khi là cả nhà ai cũng rất là mong đứa cháu này, đứa cháu đầu tiên luôn. Nhưng mà em vẫn cảm thấy là thiệt thòi. Em cảm thấy giống như mình tủi thân nhưng mà không được đi đâu. Chứ tới tuần thứ 36 gần 37 thì em mới đi khám thai. Bình thường thì bao nhiêu tuần, bao nhiêu lần đi khám thai đều có người đi bên cạnh. Tự nhiên cái tuần này ở nhà dưỡng hai tuần lễ, cảm thấy mình giống như là được thoát rồi. Mình được đi khám thai, đó là mình được thoát ra khỏi nhà đó. Cái không cho ai đi cùng hết. Không vỡ ói, không đau bụng, không có bất kỳ dấu hiệu gì. Vẫn vui vẻ, tung tân, bình thường. Bỗng nhiên bác sĩ kêu đi xuống đi đẻ liền, nở 3 phân. Rồi vậy là kỷ niệm đi sanh cũng là ngày mình đi khám thai một mình. Đúng. Và ngày hôm đó đúng là chỉ có một mình thôi. Đúng một mình thôi. Rồi em làm sao? Mọi người chưa có tan ca, chồng em chưa có về tới nhà nữa. Thế là nghe tin sanh, thế là tất cả mọi người đều về tới bệnh viện. Bác sĩ y tá thì cũng hỏi là có yêu cầu gia đình vào hay không á. Thì em cũng suy nghĩ thôi kệ, mình cho ổng vô đi, cho ổng thấy mình cực khổ vất vả như thế nào để muốn mình về mình hành hạ lại ổng. Tâm lý chung á, tâm lý chung là kiểu như để là muốn có chồng đi vô coi chung để mà nó thấy tôi chưa đúng rồi, thấy tôi chưa đó, đúng rồi đó. Thì khi đi vô cái mẹ em từ dưới quê lên, mẹ em hỏi là giống như là ủa nó có khóc la gì không con? Chồng em bảo rằng nè, không, vợ con nó không có khóc la như người ta nhưng mà nó chửi con. Ủa sao vậy? Em không biết nữa, lúc đó em rất là giận ổng. Em cảm thấy em giận ổng vô cùng luôn. Em ghét ổng lắm, nhìn mặt ổng là em thấy ghét, em không hiểu. Mà trong khi em không có đau. Thì là 10 phân thì chọc vỡ rồi. Nhưng mà gặn, em gặn hoài, bé vẫn không ra, lúc này mới đau đớn nè. Trời ơi, em cảm thấy giống như thế giới này sụp đổ. Mà em càng nhìn mặt ổng em lại càng giận. Nói chung là cứ em càng đau bao nhiêu lại càng giận ổng bấy nhiêu. Thì em gặn mãi mà vẫn không được. Phải có hai cái chị y tá. Chỉ là chị nặng cái bụng mình vậy nè. Dịch chuyển phổi. Sợ lắm, em cứ sợ em bé em đau không mà khóc luôn. Thì không biết là mình đè như vậy thì con mình nó sẽ bị sao trong bụng, lo lắng lắm chứ. Nhưng mà gặn qua nó vẫn không xuống, nửa tiếng đồng hồ trôi qua nó vẫn không ra.
Hay là bác sĩ bảo là thôi phải mổ. Mổ. Thì khi sinh mổ thì dòng vàng phải gỡ ra. Đúng rồi. Yeah. À, cái khu này em còn chửi chồng em dữ nữa. Cứ chậm chạp đó, cứ gỡ hoài không xong, lây xoay mãi không xong. Xong rồi bác sĩ nói, em ơi ảnh đàn ông mà sao em biết gỡ được, sao em la ảnh. Càng chửi càng quán đó chị. Càng chửi càng quán, nhiều khi đang gỡ thì chị chửi thấy mình thầm nó dày rồi. Thế là cái chị y tá chị phải đi lại gỡ hộ. Thì khi đi mổ thì rất là nhanh. Em xin bác sĩ là cho em gỡ em bé thì mặt của con em á, nó bị bầm hết một bên này luôn và gần như là nó bị méo. Cái đầu trên này thì nó nhọn nè, nó sưng lên như nè. Trời ơi, rất là sợ mà. Con em lúc đó nó đang thùi lùi. Mình cảm thấy, sao mà nó xấu dữ. Mình đã tưởng tượng nó rất là nó phải như đẹp. Thiên thần. Đúng rồi, nó bóng trời ơi, trẻ đẹp. Sơ sinh, các mẹ ơi. Công bằng với trẻ sơ sinh giùm tôi. Trời ơi, các con từ trong người đi ra, các con, một là các con còn quá nhỏ, hai là da dễ rồi, sách xấu da sao? Rồi các kiểu. Hãy cho phép các con được xấu vào giây phút ấy, không vấn đề gì hết. Bởi vì sau này nó sẽ rất đẹp. Khi mang em bé về, em tủi thân lắm. Tại vì ngày xưa mình mang bầu, cả thế giới tập trung vào mình. Bây giờ bị bỏ quên. Đúng rồi, em nằm một giường, bé nằm một giường. Sau rồi mọi người đều túm vào cái giường đó. Còn em nằm ở đây, mổ mà em không ngồi dậy được, không làm gì được hết trơn á, mà khát nước cũng em kêu mà không ai nghe em luôn. Em kêu hơi lớn, cái giọng em hơi gằn xuống đó thì chồng em giận. Cái là ổng nạt em, coi như bữa lúc đó sao là... chồng em lại giận? Tại vì chồng em nói là chồng em đang thay tả cho em bé. Chồng em thích ngọt lắm, không có thích nói chuyện nặng lời. Ảnh nạt em một câu nhưng mà nạt cũng, em nghĩ chắc giờ cũng là bình thường, nhưng mà lúc đó em lại cảm thấy nó tủi lắm. Trời ơi, coi như là cái cơn mưa nước mắt nó ra. Khóc miết luôn, khóc hoài luôn. Mọi người phải năn nỉ em, mẹ chồng em, rồi em chồng em phải năn nỉ em. Đủ kiểu luôn em mới nín. Khi em bé được nằm với em được một đêm thì qua ngày hôm sau bác sĩ có tới khám cho em bé. Thì thấy rằng là em bé bị vàng da, phải đem em bé vô chiếu sáng. Nên mình rất là lo lắng, nói chung là lúc đó em suy diễn tùm lum hết trơn á. Em lại khóc, nó cứ khóc miết, không biết trong bệnh viện bao nhiêu ngày là lại khóc bấy nhiêu ngày, trừ khi nào em gặp được con em thôi. Khi mà em bé được vào trong kia thì em ở đây suy nghĩ bây giờ thôi mình phải làm gì đó vì con đi. Bây giờ mình phải sữa chứ để con uống sữa ngoài hoài tội cho con. Hay là em tìm đủ mọi cách, em và em chồng em. Đáng lẽ cái việc đó là chồng em làm nhưng không, cô ấy lại là người làm phụ em để mà có thể kích được sữa cho em bé. Nhưng khi đi qua đó rồi em lại không biết cách cho con ti. Đẩy vào thì con nó lại cứ đẩy ra. Nó không muốn luôn. Lúc mà đó ba... có ai đứng hỗ trợ em không, hộ lý hay là người nhà? Tại vì cái phòng đó thì chỉ có mẹ và em bé thôi, người nhà không được vô. Các bà mẹ khác đều bồng con và cho con ti rất là hạnh phúc. Mình có hỏi các chị xung quanh không? Dạ có, các chị cũng chỉ luôn. Nhưng mà lúc đó chắc tâm lý hay sao em không thể nào cho con uống được. Thế là em ngồi em khóc luôn. Có nghĩa là thấy tội á. Mình nghĩ là con mình thấy thương, thấy tội nghiệp nó. Mình giống như mình là mẹ mà gọi là sao, xanh cũng xanh không xong, rồi bây giờ sữa lại cũng không có. Nó cứ suy nghĩ vậy đó. Thế là em quay về phòng, em ngồi em vắt sữa. Một ngày 24 giờ thì em chia thành 12 cử, cứ 2 tiếng đồng hồ reo là em ngồi dậy vắt sữa. Cho dù đau đớn, cho dù mệt mỏi gì em cũng ngồi dậy vắt sữa đúng giờ. Riết rồi em cảm thấy giống như em thành một cái con bò sữa vậy đó. Tâm lý chung á chị. Đúng rồi, bò sữa công nghiệp luôn. Cứ vắt xong để đó, vắt xong để đó, vắt xong để đó. Người ta mang vào phòng chiếu sáng cho con, người ta rất là cao, còn mình thì giống như chỉ có 10 mi hay 20 mi thôi. Cũng buồn chứ, nhưng mà suy nghĩ thôi đừng buồn nữa. Tại vì nếu em buồn sữa không về, đúng là tự nhiên mình thay đổi cái suy nghĩ mình lại. Thì 5 ngày sau thì bắt đầu sữa nó về nhiều hơn, đúng chất một con bò sữa. Em dắt sữa tới mức độ mà tủ lạnh nhà nhỏ, sau đó thì đổi cái tủ lạnh to hơn. Chị có bí quyết không? Có chứ, từ sách vở, từ tới kinh nghiệm của những người đi trước. Em không cần biết người đó quen hay không quen, đụng tới là em hỏi, có thể nhớ được ai là em hỏi hết vậy đó. Rồi thêm chồng em nữa, được cái anh ấy ít nói, nhưng mà ví dụ như chuẩn bị tâm lý tất cả mọi thứ, cái điều gì là anh ấy chuẩn bị sẵn. Ví dụ như đi sanh, phải không? Chỉ việc xách đít đi sanh, còn mọi thứ anh ấy lo hết. Đó thấy chưa đó, nhưng mà anh ấy không nói. Trời ơi, nhưng mà người ta đã làm được một phần việc rất là quan trọng đại rồi. Đúng. Người ta không nói mà người ta làm đúng thôi. Lúc đó mình không hề nghĩ như vậy, mình chỉ nghĩ là tại sao ổng không thể hiện bất kỳ cái cảm xúc gì với mình hết trơn á. Đáng lý ra em phải chuẩn bị tâm lý từ khi chưa có bầu lận, khi mà mình đã biết một cái tính của một cái con người như vậy rồi. 40 rồi mà nó ra rất là nghiêm chỉnh, không có như mình còn trẻ hơn ổng, nên mình đôi khi mình cũng muốn lãng mạn chút.
không bao giờ đi uống cà phê lề đường, cũng không bao giờ tâm sự tỉ tê gì điều gì với vợ chứ. Ảnh mà muốn em ăn cái gì, làm cái gì hay là chuẩn bị cho con cái gì là phải đúng như vậy ảnh. Và như vậy thì điều đó nó có tạo ra những cái căng thẳng trong cái quá đúng trình rồi. Mà em chăm con nhỏ không? À, đúng rồi. Đấu tranh. Thứ nhất là chồng em là một phương, em với mẹ em là một phương. Rồi má chồng em lại là một phương. Rồi bốn phương trời luôn. Đúng rồi. Nói chung là mỗi người một suy nghĩ khác nhau. Mà má chồng thì kiểu truyền thống ngày xưa thì không có ở máy lạnh, không có bắt quạt gì hết. Khi mà nó tan hết nó bao bầm trên mặt rồi cái đầu nó lại bằng phẳng lại á. Lúc đó tại vì do mình ép á thì bắt đầu là em bé nó bị nổi. Nổi về nè, bởi vì không có mát mẻ đó. Thế là em quyết định cãi. Con nó mát mẻ, nó thoải mái tất cả mọi thứ rồi thì người lớn tuổi lại không hài lòng. Em cứ để má chồng em đi chợ hay là má chồng em đi đâu đó thì em sẽ chạy đi tắm, tắm rửa gội đầu sạch sẽ rồi mặc đúng bộ đồ cũ. Vậy là còn bản thân chị cũng phải kiên cử. Má không có la, má không có cản, nhưng mà má buồn. Buồn này nó đáng sợ hơn. Đúng rồi đó, má buồn thôi mà thấy buồn là cái là mình rọc rồi. Đúng không? Nên thành ra phải lén là lén hết, tất cả mọi thứ lén hết. Khi mà thằng nhóc nhà em sanh ra thì nó lại bị tật, có nghĩa là nó bị vẹo cổ. Con em nó có một cái cơ ở đây nó to. Tại vì chắc là ngày xưa nó nằm trong bụng nó nằm nghiêng đó. Cũng may là phát hiện sớm nên cứ đi tập vật lý trị liệu. Ngày nào cũng phải đi tập, tội nghiệp bà nội lắm, một già lớn tuổi rồi mà cứ ngày nào cũng phải bồng cháo đi. Tự nhiên một ngày bà nội ngã, chấn thương cuộc sống. Lúc đó em được 2 tháng rồi mà bà ngoại lại không có ở cạnh luôn. Nên cuối cùng em làm hết, từ vắt sữa liên tục, xong rồi lại nhà cửa, rồi là chăm cho con, rồi còn đưa con đi nữa. Trời, lúc đó em lại chết xương đồ kinh khủng khiếp. Tối thì em được ngủ nhiều hơn chút, nhưng mà em là nói rồi, em như một con bò sữa. Lần 15 phút thì cả ngày 12 lần 15 phút đó thì em được ngủ có nhiêu đó thôi, nhiều khi cũng chả ngủ được. Mình mệt cái mình nói thôi cử này mình bỏ, mình ngủ đi. Tại vì sữa rất là nhiều, em đem cho người khác bao nhiêu lần luôn rồi. Cứ giống như là mình mệt, chuẩn bị vô tiếng ngủ thì lại nghe bên tai à. Em mà không vắt á là bị mắc sữa. Chồng có động viên, chồng chưa bao giờ nói là thôi em mệt thôi em đừng vắt cử này, em để cử sau đâu không. Em quá mệt, em chỉ muốn ngủ thôi, nhưng mà lại nghe câu đó đó. Thế là lại khóc. Tại sao không là nói với ẩm mà lại chọn cái cách là khóc? Tại vì khi em khóc thì lúc câu chuyện nó không giải quyết. Ức chế nó nổi lên tới đây rồi thì nhưng phải khóc. Nhưng mà ví dụ như khóc xong thì vẫn phải nói. Để giải quyết vấn đề thì chúng ta phải đối thoại về vấn đề. Chắc có lẽ là em cảm thấy em rất là ghét chồng em. Và không muốn nói. Em không muốn nói nữa. Em rất là giận. Có khi em cũng nghĩ là thôi mơm con em đi luôn. Cảm giác mình bị áp lực á. Bây giờ thì mình nghĩ lại mình thấy mọi người cũng đâu có áp lực chỉ mình. Mọi người rất là thương mình. Nhưng mà tại lúc này lúc đó tại sao mình cứ nghĩ mọi người giống như là giống như xem mình như con bò sở vậy đó. Chỉ biết cái làm cái gì xem hay là tại vì em mặc định. Em nghĩ là chắc em mặc định, chắc là tại chồng em không khéo nói nên những câu anh nói ra cái mình cảm thấy đau lòng. Chứ thật sự ra ảnh không có ý xấu, ảnh rất là thương em muốn cái gì cũng được, rất là chiều vợ. Như vậy thì khi mà xung đột nó nổ ra thì cái việc mà hai bên sẽ hiểu nhau hơn hay là cuối cùng thì cứ để cho nó trôi qua rồi mình cái tự bình ổn? Dạ cái đó thì hiểu nhau hơn, tại vì một khi em không nói thì thôi. Mà khi em nào mà nói rồi thì coi như là tung tóe mọi việc. Thì lần đó em nói rất là dữ dội, rất là dữ tới mức độ em đã cuốn hết tất cả đồ đạc rồi và chuẩn bị đi ra khỏi nhà luôn rồi. Chồng em lúc đó cũng rất giận luôn, ông ấy cũng ôm con, giành lại con mà. Ôm thằng nhóc, định lái xe một mình và đi luôn. Em chồng em sợ đó nên bồng thằng nhỏ chạy lên phòng trốn. Đóng cửa lại luôn. Nghe kể là thấy cái tình hình lúc đó rất là căng thẳng, rất là hỗn loạn. Rồi sao? Rất là hỗn loạn. Mọi thứ nó cứ ấp ủ trong lòng này nè. Đó, tới một chỉ cần có ai khui ra thôi là mình sẽ bùng nổ. Nên khi đó bùng nổ thì mọi chuyện nó gần như không cứu vãn lại được. Thì khi mà chồng em giật lại con em á thì lúc đó em mới có cơ hội nhìn thấy mặt con em. Em rất là tội nó, tức là mình nghĩ là mình giống như là mình bắt không cái con mình vậy đó. Sao chị? Em bây giờ nghĩ lại em cũng thấy rất là thương nó. Có nghĩa là khi em nhìn thấy cái khuôn mặt con mình nó ngây thơ, nó ngơ ngác, nó nhìn hay mẹ với ba nó thể hiện như vậy đó, nên em rất là sợ rằng là em nghĩ tới cái diễn cảnh là con em nó sẽ một mình như thế nào, rồi em ra ngoài em mở, rồi em có lo được cho con em như chồng em lo bây giờ hay không. Nên thôi em quyết định thôi,
nên chồng em mới có cơ hội giữ con em lại. Rồi em nói là nếu như mà cảm thấy mệt mỏi á thì thôi mình đừng có ở cạnh nhau nữa, em để con em lại cho chồng em. Nhưng mà lúc đó thì giống như chồng em cũng bớt cái cơn nóng giận xuống rồi. Thì giống như ảnh cũng xin lỗi. Rồi hai chồng nói chuyện với nhau trong phòng, rồi quyết định là thôi bỏ qua, vì con nên bỏ qua hết mọi chuyện. Em xuống gặp má chồng em và em xin lỗi má chồng em. Rồi hai chồng lại tiếp tục sống với nhau, rồi con cái này kia. Em rất là muốn đi làm lại để thoát cái cảnh mà mình ở nhà một mình như vậy đó. Lúc đó má chồng em bị bệnh, bị ngã đó nên không có làm gì được hết. Rồi cái bà cũng hay hơn. Rồi em thì lại suy nghĩ lung tung á, một câu nói thôi. Ví dụ như em trả lời là được thì em sẽ thoải mái hơn. Còn em lại không trả lời được, chồng em lại không chia sẻ, cứ ôm mọi thứ một mình như vậy. Thì khoảng 6 tháng mấy á thì bắt đầu em xin cả nhà đi đi làm. Thì bắt đầu tâm trạng nó ổn định lại hơn. Talk show Cá với Mẹ Bỉm Sữa và Hot Daddy Talk ghi hình vào tháng 10 năm 2019 tại bang California, Hoa Kỳ. Thông tin đăng ký gửi về Viber 0522961076, Gmail anhnguyet.nguyenthi@ncv.com.vn. Xin chân thành cảm ơn. Vợ chồng sau sinh diễn ra có thuận lợi không chị ha? Thấy tình hình quá ồn ào, không biết có thuận lợi hay không. Chồng em lại bắt đầu lên một cái kế hoạch, đó là gần như là giữ gìn cho vợ, giữ kỹ lắm, 6 tháng hơn luôn. Em suy nghĩ, không biết chồng em có bị BD không? Không đụng vợ, không thèm vợ, không tỏ thái độ gì hết luôn. Anh nói, ủa, bao nhiêu người cũng vậy? Ủa sao anh biết sao bao nhiêu người cũng vậy? Sao biết vậy? Tại sao anh biết? Em muốn nói là, ủa sao nếu nhiều cũng vậy? Thì anh thấy rồi hết. Anh thấy? Lại kêu vậy? Sao anh thấy được ta? Tại sao anh thấy? Trời ơi, em không hiểu. Một cuộc trở lại chậm rãi. Đúng rồi, rất chậm. Hai tháng sau chậm. Rất nhỏ giọt luôn. Đúng rồi, nhỏ giọt luôn. Có nghĩa nhiều khi em cứ hỏi hoài chồng anh có bị vấn đề gì hay không. Như làm là để khẳng định anh bình thường. Vẫn là vợ chồng nha. Anh bình thường. Thì sinh hoạt thì em thấy bình thường, không có khác thường gì chứ. Nhưng mà em không hiểu. Mà tới tận bây giờ nó vẫn nhỏ giọt hả chị? Đúng rồi. Ủa kỳ quá ha. Đây. Nó có thể bị rơi vào một vài những cái giai đoạn đặc biệt. Đôi khi cái sự lãnh cảm sau sinh nó không đến được phụ nữ đâu, mà có thể rơi vào nam giới á. Nhiều khi anh sợ cơ thể mình. Một là có những cái nỗi lo là lúc mà nhìn thấy chị đẻ xong mà bị sợ vậy, không chị? Có nha, có những cái hội chứng sợ mà từ đó nó để lại những cái dấu tích về mặt ký ức mà nó không thuận lợi lắm cho cái câu chuyện quan hệ tình cảm giữa hai vợ chồng. Và thực sự thì cái việc mà lấy lại lửa sau sinh á, nó phải diễn ra ở cả hai giới chứ không phải một mình phụ nữ đâu. Cái chương trình này á thì em muốn nhắn gửi đến ông xã em, con bò nhà em đó. Em muốn rằng là khi mà anh yêu thương vợ á thì anh thể hiện một chút xíu để cho vợ biết. Có như thế nào đi chăng nữa thì cũng phải nói để cho vợ biết, vợ sửa. Chứ còn cứ im như vậy rồi hai vợ chồng lại xa cách nhau. Với lại nữa là vợ còn trẻ nên vợ thích những điều lãng mạn nè, ngọt ngào nè, hay là hai vợ chồng có không gian riêng. Từ khi cưới giờ chúng ta rất là hiếm khi có không gian riêng. Thì em chỉ muốn như vậy thôi. À còn nữa, em muốn nhắn tới má chồng em là con rất là thương má. Không phải là con không thương, nhưng mà nhiều khi tính của con ít nói, con không có thể hiện cảm xúc con ra ngoài, nên má cứ hiểu lầm là con không có thương má. Nhưng thật sự con rất là thương má. Cái gì tốt nhất, cái gì đều nhất con đều dành cho má hết. Con chưa làm gì được cho mẹ con hết á, nhưng mà con thấy thương má vì má ở bên cạnh con. Má là người gần con nhất, nên con ưu tiên cho má nhiều nhất. Má đừng có suy nghĩ là con suy nghĩ xấu về má, hay là con không có tốt với má, hay là má so sánh con với người này người kia. Con chỉ mong là má con mình vui vẻ hơn, thoải mái hơn như lúc đầu mình biết nhau vậy. Con cảm ơn má đã chăm sóc con của con, lo lắng cho con khi con còn ở cữ. Con chỉ muốn là gia đình mình vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn thôi. Dạ hết rồi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ nói câu này trong chương trình Chat với Mẹ Bỉm Sữa. Đường không đi thì mọc đầy cỏ dại, mà người không qua lại thì thành người dưng. Cho nên là đôi khi chúng ta hay bị một cái sai lầm là chúng ta cho rằng là chúng ta đã ở đó rồi, chúng ta là người một nhà rồi, chúng ta gọi nhau bằng vợ chồng, bằng mẹ con rồi, thì cứ vậy mà làm. Nhưng danh xưng nó không tạo nên tình cảm. Tình cảm nó phải được bắt nguồn từ
chăm sóc, san sẻ, hãy cố gắng bớt kiệm lời hơn, hãy cố gắng thể hiện những hành động cụ thể hơn để đối phương hiểu rằng là chúng ta luôn có một cái mong muốn, luôn có một cái thiện chí, đó là xây dựng gia đình hạnh phúc. Và những bà mẹ bỉm sữa rất chờ đợi điều này ở các ông chồng. Hy vọng những lời chia sẻ của chị Nhi A sẽ chạm đến tay của những ông bố bà mẹ bỉm sữa. Chương trình Trái Với Mẹ Bỉm Sữa của chúng ta ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Họ và tên tuổi quê quán của em nè. Dạ, em tên Phạm Thị Cẩm Xuyên, em ở thành phố Hồ Chí Minh, gốc Nam Định. Em sinh năm 95. Em làm công việc gì? Em hiện tại đang là sale mỹ phẩm và nước hoa. Cho công ty nào bé? Dạ, ABB to work. Rồi thì là bây giờ em nói xíu về điểm mạnh, điểm yếu của em ha, với lại những cái sở trường tài lẻ của em nè. Dạ, điểm mạnh thì do em làm sale lâu rồi đó, cho nên là em có thể giao tiếp tốt với lại thích nghi nhanh. Còn kiểu như là mình đang hiện tại mình đang muốn, ý là có đúng với lại cái ý mà chị muốn hỏi không? Ý là em... thì em cứ nói cái điểm mạnh của em, những điểm yếu của em và những cái tài lẻ của em thôi. Thân em như dạ. Cứ nói thôi. Dạ, em thì giao tiếp tốt với lại em vui vẻ, do em làm trong ngành dịch vụ lâu rồi cho nên là cái cách giao tiếp với lại tinh thần của em lúc nào cũng vui vẻ, tích cực. Còn điểm yếu của em thì ví dụ như là trong chuyện tình cảm thì em hơi cứng đầu, tức là tại do chính kiến của em hơi mạnh á. Còn sở trường thì em có thể ca hát, nhảy múa. Lúc trước em cũng đã từng hoạt động trong lĩnh vực MC. Dạ. Ủa vậy là hiện tại là em ở thành phố Hồ Chí Minh, là gia đình em cũng ở đây luôn đúng không? Dạ đúng rồi, nhà em ở đây, nhà em hiện tại ở quận Tân Phú. Rồi, về tài lẻ cũng có tài lẻ là MC với ca hát đúng không? Dạ đúng rồi. Ca hát có thể là ca một hai câu để tặng chương trình giúp chị không? Cũng như là thể hiện bản thân mình luôn, có tự tin hay không nè? Dạ. Giờ luôn hả chị? Giờ luôn. Giờ em không nhớ được bài nào hết. Câu một hai câu cũng được đó. Không cần nhớ bài đâu. Chị đợi em xíu nè, chị đợi em xíu em coi em nhớ được bài nào. Rồi, trong lúc đợi nhớ thì nói giùm chị về tình trường đi. Tình trường của em là trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em cũng trải qua cũng cũng nhiều quá chị. Ý là nếu như mà tính về chính thức á thì là em trải qua ba mối tình. Ba mối tình, rồi kể về ba mối tình đó đi. Lý do vì sao chia tay? Mối tình gần nhất cách đây của em cũng 5 năm á chị. Là do lúc đó thì là em với cả bạn vẫn còn hơi trẻ con á, cho nên là thành ra thường xuyên xảy ra xung đột, mà mỗi lần xung đột thì im lặng, chiến tranh lạnh với nhau. Thì riết cái khoảng thời gian chiến tranh lạnh càng ngày nó càng dài ra, thì cái lần cuối cùng là em với bạn chia tay là em với bạn chiến tranh lạnh một tháng. Và xong rồi sau đó thì em đi khỏi cái cuộc tình đó. Nhưng mà đó là cuộc tình mà em trải qua nhiều cái kỷ niệm nhất. Tại vì em với bạn đó cũng đồng hành với nhau từ trong công việc rồi ra tới bên ngoài đi du lịch này nọ với nhau rất là nhiều. Thì đó là mối tình sâu sắc của em á, quen cũng 2 năm hơn. Rồi là em độc thân bao lâu rồi? Dạ là 5 năm rồi chị. 5 năm, 5 năm nay thì em có quen, có tìm hiểu thêm ai không? Dạ cũng có tìm hiểu, nhưng mà thí dụ như chỉ cần nói chuyện cỡ vài câu em cảm thấy không phù hợp thì là em không có nói nữa. Do lý do gì mà mấy bạn nói như thế nào mà em không nói chuyện với người ta nữa? Tại vì mình tiếp xúc với nhiều người á chị, nên thí dụ như là mình cũng muốn tìm một cái mối quan hệ mà nó lâu dài, cho nên là thí dụ như chẳng hạn là em thấy một cái gì đó, một cái khía cạnh nào đó của bạn với em không có phù hợp với nhau á, là em cũng không có muốn tiếp tục, tại vì sẽ mất thời gian cho cả đôi bên á. Rồi em nói thẳng luôn đi, là cái gì mà em không thích ở người nam để em không tìm hiểu? Ở người nam hả chị? Ý là tại vì cũng có nhiều người nam kiểu họ không có cái sự tinh tế
chẳng hạn như là đi chơi với người ta không có những cái sự tinh tế để ý khéo léo trong cái cách cư xử đó, thì là em sẽ bị dội ra liền. Ok rồi, bây giờ mình nói về mẫu người yêu của mình đi. Ngoại hình, tuổi tác, công việc, vùng miền thì em thích cái gì? Nếu mà giờ nói cái em thì không có cái mẫu bạn trai kiểu lý tưởng mà người ta ngoại hình người ta chỉ cần nhìn được, nhưng mà trong cái cách cư xử của người ta, nói chung là em sẽ quan tâm nhiều hơn tới cái việc người ta cư xử với mọi người xung quanh như thế nào và ta cư xử với em như thế nào, thì em sẽ nhìn vô những cái đó chứ. Với lại một cái nữa là kinh tế, ví dụ tại vì em cũng nghĩ là nếu như mà mình quen thì mình sẽ đến tới hôn nhân á, cho nên là kinh tế người ta cũng rất là quan trọng. Rồi kinh tế quan trọng thì là công việc gì, ví dụ như em thích người ta kinh doanh hay là thích làm công việc gì thì sẽ phù hợp với em? Dạ em thích mẫu người kinh doanh, tại vì em cũng làm sale á, em cũng thích và đam mê kinh doanh, cho nên là em cũng muốn có một người đồng hành với mình. Yêu xa được không? Yêu xa thì cũng được chị, không thành vấn đề. Rồi về ngoại hình thì em có gì không? Ngoại hình thì nhìn được, ý là cũng tầm 5 điểm trở lên cũng được. Chiều cao thì em muốn là trên 1m7. Em cao mét mấy? Dạ em cao 1m55. Cao 1m55 thì người ta mét từ mấy, mét 63, 64 trở lên là được rồi cô. Dạ. Tại vì em sợ là để con ra nó sẽ bị lùn giống mình, cho nên là em thích người cao hơn. Rồi. Chiều cao á là do là về có ăn uống không? Bây giờ là em thấy mấy đứa nhỏ không, con chị nè, chị nói thiệt luôn á, chồng chị cũng đâu cao đâu, mà con chị giờ chưa tới 2 tuổi nữa mà nó gần 1m rồi nè. Nên là không có cái yếu tố nào mà gọi là di truyền mà chiều cao hết ha. Tại vì ngày xưa với họ mọi người hay nói là di truyền thôi, nhưng mà cho là ăn uống nè, dinh dưỡng nè, nên là đừng có quan trọng mấy cái vấn đề đó ha. Chủ yếu là bây giờ em cần một người như thế nào để phù hợp với em đó. Rồi tuổi thì là như thế nào em ơi? Rồi quê quán, tụ như là đồng ý yêu xa vậy đó, nhưng mà có về làm đâu được không? Quê quán thì ở tỉnh thành nào hay là không có quan trọng, sao là có công việc ổn định là được? Dạ quê quán thì thí dụ như mà ở cái khúc khu vực mà miền Nam xuống miền Tây thì em cảm thấy muốn ưu tiên hơn. Còn dạ tại vì nhà em cũng gốc Bắc á, mà em biết là tại vì người Bắc hiền tính của người ta hơi gia trưởng chút, cho nên là em cảm thấy xem có phù hợp với mình. Tại vì em thì kiểu phóng khoáng, sống kiểu tự do á, cho nên là em không có thích bị kìm kẹp hoặc như thế nào đó. Thì em muốn đó, cái khu vực của người ta cũng gần gần, thí dụ như từ miền Nam, từ thành phố Hồ Chí Minh chỗ đổ xuống miền Tây đó, gần gần thành phố Hồ Chí Minh cũng được. Còn công việc thì nói chung em cũng mong yêu cầu người ta, em chỉ mong muốn là mức thu nhập của người ta từ 20 triệu trở lên, hoặc là người ta sẽ có cái chí tiến thủ, ví dụ người ta đang làm cái vị trí đó nhưng mà sắp tới người ta sẽ có thể thăng lên những vị trí khác thì cũng được. Rồi ok em, thì chương trình ghi nhận thông tin của em ở đây, nếu như mà có người phù hợp thì sẽ báo lại với em thời gian sớm nhất là cuối tháng này ghi hình nha. Dạ vâng. Rồi, dạ. Okay. Dạ rồi em chào chị nha. Chị ơi em nhờ chị giới thiệu sơ lược về bản thân mình trước giùm em nha. Họ tên của mình nè, rồi tuổi của mình, hiện tại mình đang ở đâu, với công việc của mình là gì á chị. Rồi em mời chị ạ. Dạ mình tên là Trần Nguyễn Diễm Hằng, sinh năm 1974. Chị ơi em xin lỗi nhưng mà chị nói to hơn chút xíu giúp em nha, nghe nó hơi nhỏ á chị. Dạ mình tên là Trần Nguyễn Diễm Hằng, sinh năm 1974, hiện đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh nè. Công việc của mình là QC ngành may dép máy bay
đi trên máy bay á chị. Rồi chị, hiện tại mình đang sống ở quận tư là mình sống chung với ai chị? À, quận tư thì là hộ khẩu gia đình, sau này em về Bình Chánh nhưng mà vẫn lên xuống hoài à, từ nhà đó nhà của mẹ. Hồi đó giờ là ở trên Sài Gòn không đó. Là mình đang sống cùng với ai á chị? Dạ với chị gái à. Rồi mình giới thiệu ưu điểm và nhược điểm giùm em nha. À, ưu điểm của mình là vui vẻ, hòa đồng, thích giúp đỡ người khác, biết nấu ăn. Còn khuyết điểm của mình là hơi nóng tính, nói thẳng nhưng không có để bụng, nhưng nhút nhát trước đám đông. Dạ rồi. Rồi, về tình trường của mình thì sao ạ? Mình đã từng trải qua cái mối tình nào chưa, hay là từng tới tiến tới hôn nhân chưa ạ? À, nói chung là mình có ba mối tình. Mối tình đầu tiên của mình là năm 18 tuổi với một ông chủ người Hàn Quốc, kéo dài cũng 2 năm do bất đồng ngôn ngữ cho nên cũng không có hiểu được nhau nên mình chia tay. Còn mối tình thứ hai của mình thì cũng kéo dài được 6 năm nhưng mà anh ấy thì mê cá độ bóng đá quá, mình nói hoài không có nghe nên mình chủ động chia tay luôn. Rồi sau này mình mới gặp ông xã của mình, sống được 4 năm thì anh ấy qua đời, bệnh cơn bị đột quỵ. Giờ mình ở vậy luôn, giờ Cái muốn mối chương tình của trình mình cuối cùng của mình là mình chia sẻ lại giùm em xíu, nghe không có rõ chị. à, mối tình của mình là với ông chồng mình là sống với nhau được 4 năm, sau đó anh ấy bị đột quỵ qua đời. Là mình cách đây lâu chưa chị ha? À, anh mất nay cũng 10 năm rồi. Là mình có con cái gì chưa chị ha? À, mình cứ hư thai rồi cũng không có baby nào hết. Là từ đó thì sao, là có tìm hiểu thêm ai nữa không chị? Nói chung thì bạn bè thì có nhưng mà yêu thì mình cũng không có yêu. Bạn bè cà phê thì có. Nhưng mà sao là mình không có tiến tới được với những cái người xung quanh mình đó, đấy là có cái điểm nào ở người ta mà chị không thích hả? Với lại không phải mình sợ là không biết người ta có thật lòng hay không nên mình cũng ngán lắm, mình không có dám. Mình chưa quen mà sao mà mình nghĩ người ta không có thật lòng với mình chị? Thì mình chỉ sợ thôi, tại vì mình nghĩ ông xã của mình lúc trước thì rất là hoàn hảo và rất là thương yêu, trong lòng mình cũng vẫn còn cũng có tư tưởng nghĩ về ổng nhiều lắm, nhưng mà bây giờ thì mình xóa bớt rồi thì mình sợ sau này mình gặp một người không được may mắn nên mình chỉ sợ vậy thôi. Rồi. Lâu chưa chị, chưa có tìm hiểu ai chị? Giờ Là không có khoảng tìm bao lâu hiểu rồi mình chưa có tìm hiểu ai á? à, dạ cũng cũng 10 năm nay rồi cũng không 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 dám. Là cũng có nói chuyện như bạn bè bình thường thôi chứ cũng không phải là tìm hiểu hả chị? Dạ đúng rồi, mình chỉ nói chuyện qua lại thôi, cà phê cho đỡ buồn thôi chứ không có nghĩ tới. Rồi giờ mình muốn tìm một người như nào chị, miêu tả giúp em nha. À, mình muốn tìm một người bạn đời của mình đó là không cần đẹp trai, cao hơn mình một tí được rồi, nhưng mà công việc ổn định, không rượu chè, không cờ bạc, là mình là tiêu chuẩn của mình cũng không có gì cao hết, chỉ vậy thôi. Đã biết Nếu như thương mà anh yêu ấy là đẹp hơn. có từng đổ vỡ giống mình rồi, cũng có con rồi, đang lo cho con thì cũng ok hả chị ha? Dạ Dạ mình rồi. đừng gia trưởng. Đừng đừng gia trưởng là được rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Chị có ngại quen mấy cái người mà người ta ở hơi xa xíu không? Ở hơi xa là nói chung thì nếu mà mình hợp thì giờ dù ở đâu cũng vậy, ông xã của mình thì cũng ở xa lắm đó. Nói chung là nếu như mà phù hợp đó, mà tìm hiểu ok thì cũng có thể là theo bạn nam được đúng không chị? Nếu như mà người ta đã có cái công việc ở nhà cửa ổn định rồi á. Dạ rồi. Rồi, mình có cái chia sẻ gì thêm không chị? Dạ không, mình cứ không Đơn giản vậy thôi hả? dạ mình chỉ Dạ mong rồi. người ấy thương yêu mình thật lòng là được rồi. Chị, hiện tại là mình có ca hát hay là gọi là văn nghệ gì giao lưu được không? Dạ không, em dở vụ đó lắm chị ơi. Mà chị nghĩ Em rất là là ngại. nếu mà tìm hiểu một một cái người đàn ông mà gặp chị á thì người ta sẽ thích cái điểm gì á chị nhé? Người đàn ông á hả? Đúng rồi, nếu mà người ta gặp mặt chị lần đầu tiên khi mà tham gia chương trình đó thì người ta sẽ thích chị ở cái điểm nào nhé?
Cái đó thì cái đó là do người đàn ông cảm nhận thôi chứ làm sao mình biết được. Ừ, tại vì đó em thấy mình kiểu hơi có chút xíu là ngại ngùng rụt rè á, nhưng mà nếu mà mình tham gia chương trình thì mình cần phải có tự tin hơn nha, để gọi là mình tạo ấn tượng với lại bạn nam nè, cũng như là mình gọi là có thể giao lưu chia sẻ nhiều hơn với bạn nam trên chương trình á. Dạ. Dạ Mình là rồi. nhút nhát lắm đó. Dạ. Dạ nếu mà tham gia chương trình thì cứ suy nghĩ thêm một cái một hai câu hát gì lên tặng bạn nam thêm nha. Dạ. Dạ tự tin Dạ. lên nha chị. Dạ rồi. Dạ hôm nay là cái buổi phỏng vấn sơ lược trước thôi, cho nên là nếu như mà chương trình có cái người phù hợp với mình á thì sẽ liên hệ với mình sau nha, sẽ trao đổi kỹ hơn. Nếu như mà cảm thấy là khá là phù hợp với nhau rồi á thì chương trình sẽ gửi cho mình cái lịch hẹn ghi hình nha. Thì chương trình báo cho chị trước bao lâu là được chị? À, chị bà báo cho em khoảng 5 6 ngày để em thu xếp, nhiều khi trong công việc em cũng khó nghỉ á chị. Ừ rồi Dạ. ok, em cảm ơn chị nha. Dạ rồi Dạ em cứ chào rồi. chị. Dạ em cảm ơn Thì em chị. chào chị. Rồi chào chị nha. Đầu tiên mời chị giới thiệu họ tên, công việc, tuổi tác, quê quán của mình ạ. À, chị là tên Trần Thị Mao. Quê quán là ở Tân Đông Hiệp, Vĩnh Giang, Bình Dương. Nghề nghiệp thì buôn bán. Chị bao nhiêu tuổi ạ? À, chị 53 tuổi. Dạ, chị buôn bán cái gì chị? Buôn bán ngang đường. Ừ, chị bán trong chợ hay là sao ạ? À, ở nhà tiệm, ở ngoài chợ. Ừ. Dạ rồi chị ơi, chị nói một chút điểm mạnh, điểm yếu của chị giùm em nha. Mạnh mình biết là sao sao em? Chị có tật xấu gì không? Chị có cái gì mà người khác hay phàn nàn chị không? Tật À, cái đó thì chưa. Cái đó là chưa. khó tính gì không? Khó chịu gì không? Hay cọc đồ không? À không, có nhiều người cũng nói sao chị hay giận Ừ, mà sao chị hay giận hờn lắm hả? hờn. Không, nhiều khi là nói chuyện hay hay sốc một cái hay giận, Làm sao người ta nói sao là chị tóc? là nói chị lần mà kêu ra thì lâu lắm, tại vì công việc của mình buôn bán mình phải chậm trễ, mà kêu ra thì từ trong nhà mà ra đây chậm trễ làm mờ hơi bực mình quá hơi khỏi về, ý là nó hô hay chị hay giận hơn. Chị là đã từng kết hôn chưa chị ha? À, chị có chồng mà chồng mất đây được 4 năm. Là chồng mà tai nạn hay như thế nào mất chị? Không không, chồng đột quỵ. Rồi là chị Dạ, nuôi có con ba hay đứa là con. sao ạ? À, chị vẫn nuôi con có hai đứa gái lớn với một thằng trai nhỏ. Trai nhỏ nay 21 tuổi rồi, mới ra trường. Rồi bây giờ là mới tham gia chương trình là con cái biết không chị? À, chị chưa có thằng nhỏ biết, là tại vì chị dành với thằng nhỏ thôi, còn hai chị nói chị đứa có chồng hai đứa con rồi, có cháu ngoại hai đứa con rồi, còn nhỏ kế thì đi làm tới tối mới về, ít nói chuyện. Trời, con Có thằng gái nhỏ thì hay nói chuyện mà con gái mà không thân với mẹ bằng con trai hả? dạ đúng rồi, trai lúc nào cũng kè kè hay mẹ. Rồi 21 tuổi rồi mà kè kè luôn hả chị? Có bạn gái rồi chưa? Chị dắt nó theo tham gia chương trình luôn đi. Muốn có bạn gái Rồi đi không? đi ạ. Vậy hả? Rồi chị, bây giờ vậy chị muốn tìm một người đàn ông như thế nào? Chị chia sẻ giùm em đi, tuổi tác rồi nghề nghiệp đầy đủ luôn. Nghề nghiệp thì ổn định hay cái gì cũng được, nhưng mà ổn định. Còn tuổi tác thì bằng chừng cũng 60 đổ lại. Rồi người đó cũng ly hôn, hoàn cảnh ly hôn, đang nuôi con này kia thì được không chị? Cũng được. Rồi cái công việc đó thì chị có thể di chuyển theo chồng được không? Ví dụ anh đó không ở Bình Dương mà ở chỗ khác thì sao? Đồng Nai hay là chỗ nào, khu vực nào chị thấy ok? À, nếu mà
ở đây là chỉ có mình chị buôn bán thôi. Bỏ công việc thì không được, tỷ như một tuần thì có thể nghỉ một ngày hai ngày thì về bên nhà bên người ấy được. Một tuần thì nghỉ một hai bữa thì được. Ý là bây giờ lấy nhau á chị, nếu mà lấy chồng á thì chị có về bên chồng được không? Ừ. À, về luôn là không được, tại vì công việc buôn bán đây là không bỏ được. Chờ thằng con nó có vợ đi rồi mình giao quyền cho nó bao buôn bán gì á thì đi theo quên chồng luôn thì được. Tại vì nó chưa vợ. Nó chưa có vợ nó phải chờ khi nào giao, có nghĩa vợ chị tìm chồng á là cái người đó sẽ phải theo chị về bên Bình Dương đúng không? Ấy tỷ nhiên giờ chị cũng không có ép buộc người ta về Bình Dương được, tại vì ai cũng có công việc riêng, như con là toàn con hay là công việc ta làm thì cái hiện tình thì về bên đây bữa hay tùy thì chị hiện tình thì về chứ bên kia một hai ngày cũng được. Cái đó thì không được, có qua có lợi. Người ta lấy vợ là người ta muốn có người ở kế bên, mà lấy cũng như không vậy thì người ta không có lấy đâu. Lấy là chồng đâu vợ đó chứ đâu có ở vậy. Ở vậy là chồng chị ngoại tình có người khác rồi sao, chị chịu không? Sao chị biết được? Cái đó khó lắm. Chị phải sắp xếp để mà ví dụ như chị muốn tìm một cái người đàn ông mà bây giờ chị ở đó đi, em kiếm người theo chị về đó ở chung với chị. Chứ còn mà đàn ông người ta lấy vợ mà ở mỗi người nơi, người ta không có chịu. Rồi lấy vậy cũng như không lấy, người ta lấy chi? Chịu ý em không? À hiểu em rồi. Nhưng mà là con của người ta. Con người ta thì cũng lớn như con chị, nó cũng đi làm, nó có cuộc sống riêng chứ đâu có liên quan gì. À thì vậy cũng được hả? Nếu mà anh em chấp nhận về bên đây ở thì cũng được, càng tốt. Chứ chị là chị không có đi rồi đó đúng không? Ý là bây giờ chị kiếm người mà theo chị thôi chứ chị không có đi được. Chị thì không đi, không bỏ đi được. Cái tỷ như là chị nói hay tử một tuần thì chị về bển một lần thì được. Chứ chị là công việc thì buôn bán có chị kiếm chồng vậy thôi, giờ chị ở gì chị lo con chị đi. Chứ chị lấy vậy là nha. Phải quan tâm, phải chăm sóc nhau, tình cảm nó mới tốt chị. Chứ còn người ở nơi đó mạnh ai nấy sống thì đâu có tình cảm gì, đúng không? Đó. Em chỉ chia sẻ như vậy thôi ha. Để được cái hôn nhân mà nó cần phải được xây dựng. Huống chi bây giờ anh chị lớn tuổi rồi, thời gian bên nhau cũng không có nhiều. Mà người ở nơi vậy nữa, không có được lo cuộc sống riêng nữa thì cũng khó đó. Chị suy nghĩ thêm về cái vấn đề đó ha. Còn dĩ nhiên chị muốn tìm cái người về với chị thì tụi em tìm thôi. Nhưng mà cái người đó điều kiện nó không tốt. Dù công việc ta không ổn định ta mới đi theo chị được. Đó. Trước giờ mà đại gia như là đại gia ở Lâm Đồng đó, không lẽ chị không đi? Quá phí đúng không? Đó, ý em là vậy đó thì mình cứ cân nhắc nha. Rồi chị có cân nhắc gì được không? Chị có văn nghệ gì được không? À, cũng chút ở nhà. Tụ họp lại chị em nữa là hát hò vậy rồi được, chút thì được chứ không có làm đổ gì không. Hay chị hát thể loại gì? Ca cổ cũng hát được mà nhạc cũng hát được. Chị lên giùm em một câu ca cổ em. Dạ ca cổ hả? Dạ ca cổ trở lạ chị ơi, chứ ca nhạc ai cũng hát được chứ. À lên giùm em một câu đi. Nếu được cũng được, nào cũng được. Dạ. Cái đó là phải đầu tiên vô phải bắt nhạc ta mới hát được. Chứ giờ nói xong vậy hả, hát không được. Kệ chị cứ vô đại đi, không được thì thôi, mình nhớ tới đâu mình hát tới đó đi chị. Không sao đâu. Vô. À nhưng mà phải hát là mới bao nhiêu nhịp vô là hát sao mới biết được, chứ giờ nói không vậy hát không được đâu. Phải có nhạc. Có chị không thuộc lời hả? Không. Trời ơi, không thuộc lời luôn, không thuộc câu nào luôn hả? Chị thì nó ngay thì lâu lâu mấy anh chị em ráp lại á, thì tụi nó ăn nhậu thì mình cũng mời, cũng chơi ăn nhậu một hai ly, nhưng mà đều cái hát họ thì hát. Dạ. Chứ giờ nó không hát gì là hát không được. Rồi chị chuẩn bị nha, nếu mà được chọn là vô đó là tập trước đi đó, lên nó cũng không ai bắt nhịp cho chị hết á, là kêu tới là hết thôi.
Chị có thể chị tập luyện thêm. À dạ, phải tập trước hả? Đúng rồi. Rồi được rồi, chị tập luyện của mình xong rồi đó. Có gì chương trình liên hệ lại cho mình sau nha.